Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Tôi vừa mới về Hà Nội sáng nay và lại ở cái góc quen thuộc đấy, ở cái giá sách quen thuộc và lại ở đây để nói chuyện với tất cả các bạn. Hôm nay là một ngày đầu tuần và lời đầu tiên là xin chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện có một cái kết cục rất là tốt đẹp để chúng ta có thêm những cái niềm tin thông qua những cái sự lạc quan và một cái hy vọng rằng là một cái tuần mới rất là tốt đẹp. Cái câu chuyện ở Bắc Ninh thì nó rất là nóng. Nó nóng từ cái vụ mà anh Chiến Trinh, sau đó rằng là nó nóng tiếp tiếp đến cái gọi là cái vụ nhắng nướng Hiền Thiện, và nóng tiếp nữa một cái là vụ bắt cóc trẻ em vừa rồi. Thế thì các bác mới thấy được rằng là Bắc Ninh thì luôn luôn là điểm nóng. Trong đó cái phần thượng tầng thì thôi chúng ta cũng không bàn nữa đúng không ạ? Nó là cái sự vô sỉ rồi. Thế tuy nhiên rằng là hai cái vụ nhắng nướng Hiền Thiện và vụ bắt cóc Bắc Ninh thì phải nói rằng là tôi rất là cảm ơn cộng đồng mạng về những cái điều nó như vậy. Bởi vì như các bác xem cái clip mà tôi để ở đoạn cuối video thì anh bố của bé Gia Bảo ấy, anh ấy cũng rất là cảm ơn mọi người ở đây ấy, cái tinh thần cộng đồng, cái tinh thần gọi là chia sẻ giúp đỡ nó rất là lớn, và từ đấy nó xử lý cái vụ án nó rất là nhanh. Và ngay cả cái ông giám đốc công an ấy, ông cũng nói rằng là những cái thông tin mà cái vụ án gọi là và bằng gọi là tìm lại cháu gái Gia Bảo rất là nhanh và bắt được thủ phạm rất là nhanh, cũng phần lớn là nhờ công của người dân, công của cộng đồng, còn chúng tôi chỉ làm nghĩa vụ của mình thôi, kiểu thế. Thì ở đây chúng ta cũng phải thấy rằng là thông qua những cái áp lực, thông qua cái dư luận mạng này, và chúng ta dùng cái điều tử tế, chúng ta góp mặt cái điều tốt mặt cả xã hội ấy, thì tự dưng là xã hội nó tốt đẹp đi. Đấy. Các bác có thể thấy rằng là cái thái độ của những cái công chính quyền cũng rất là khác sau khi mà các cộng đồng mạng gọi là vào cuộc, và phải nói rằng là với một cái tinh thần nó cũng tử tế. Đúng không? Nhắng nướng thì là cái người bảo vệ cái kẻ yếu, bảo vệ cái cách làm ăn trong sạch, bảo vệ cái kẻ nghĩa là phản bác cái kẻ bắt nạt và không chấp nhận được cái hành vi đấy. Ở trong cái của bé Gia Bảo này, vụ bắt cóc bé Gia Bảo này, thì cộng đồng mạng có rất là nhiều người chia sẻ với ông bố, bởi vì là mặc dù có một cái số tôi xem mạng ấy, một số bạn bảo rằng là một số bác bảo rằng là lỗi của ông bố, sao không trông con, sao không để như thế, bố mà như thế để bắt cóc đi. Nhưng thực tế có chuyện gì nó cũng thể xảy ra được cả, nhưng nếu chúng ta nhân văn, chúng ta chia sẻ với con người đấy và chúng ta cùng cùng ông bố, cùng với cả chính quyền, cùng với công an, rồi cùng với tất cả những cái người có khả năng giúp đỡ được, thì cái câu chuyện đã trở thành một kết thúc rất là tốt đẹp đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái cháu bé đấy đã cứu rồi, thì câu chuyện này tôi cũng cũng dừng lại đây và dừng cái câu chuyện góc nhìn về việc cứu người tại đây và phân tích ở một cái khía cạnh khác. Về phía của ông bố thì phải nói rằng là anh rất là may mắn, hai bố mẹ, bởi vì là mình đã một là tìm được con, cái thứ hai nữa là mình sẽ bỏ được một cái, đỡ bị nhận một cái nó gọi là cái nó phải nói rằng là cả cuộc đời người ta phải đi theo những cái suy nghĩ và những cái tội lỗi kiểu thế, tự mình cho là tội lỗi dạng như vậy. Các bác nào mà xem cái phim về động đất ở Trung Quốc thì các bác thấy được rằng là cái nhận xét của tôi như vậy. Thế nhưng mà thông qua cái vụ của cháu bé đấy thì mình mới mới thấy được rằng ấy, còn rất là nhiều những cái điểm khuất tất ở trong cái vụ án này. Thì có nhiều bác bảo rằng là khi cái người mẹ mà mong con quá thì người ta đi lấy con người khác về, nhưng thực tế đấy không phải như vậy. Bây giờ người ta hiện tại người ta tìm hiểu ra và cái nhân thân của cái chị này, của cái anh này rất là phức tạp, bao gồm cả gia đình, bao gồm cả những mối quan hệ, và cái việc nó có một cái đường dây gọi là liên quan đến việc buôn bán trẻ em sang Trung Quốc. Việc buôn bán trẻ em sang Trung Quốc thì trước nay nó gồm có hai mục đích. Một mục đích thì là cung cấp cho những cái gia đình hiếm muộn, hoặc là những cái gia đình mà có con gọi là chính sách con một ngày xưa ấy, họ chỉ có một con thôi, sau đó rằng là vì một cái lý do nào đấy và người con của họ không còn nữa, và trong lúc họ đẻ con như thế họ dùng cái biện pháp triệt sản rồi, thế cho nên bây giờ là họ phải 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 đi tìm một đứa trẻ khác về để mà làm con nuôi dạng như vậy. Thì đấy là một cái thứ hai ấy, là trong văn hóa của Trung Quốc ấy, nó không gọi là văn hóa phổ dụng, thế nhưng mà có một cái số thầy pháp và thứ ở những cái vùng hẻo lánh ấy, họ vẫn đang dùng những cái bài thuốc liên quan đến trẻ con. Thì cái này là tôi cũng không thể xác minh được, thế nhưng mà thông qua những câu chuyện kể và những người bác của tôi ấy,
thì người bạn của tôi, thì mình cũng không thể phủ nhận rằng là nó không có thật. Thì báo cáo với các bác là như thế. Cho nên rằng cái nhân thân của cái cô thủ phạm này là rất là phức tạp, và gần như rằng là người ta đang củng cố chứng cứ để mà chứng minh rằng là 100% rằng là cô bé này sẽ đưa sang bên rừng, vào rừng này. À, đưa cậu bé này vào gia bảo này vào rừng, và bằng cách nào đó là sẽ đưa đi những cái nơi khác, và có thể rằng điểm đến nó lại ở Trung Quốc. Thì cái đấy là gần như 90% rồi. Bây giờ chúng ta cũng vẫn chờ đợi xem phía của cơ quan chức năng như thế nào. À, thì một cái nữa mà cộng đồng mạng liên quan ấy, thì tôi cũng phân tích một tẹo, bởi vì trong nhiều ý kiến thì có một cái ý kiến mà thời gian đầu mà khi khi mà cái vụ này mới được dấy lên trên mạng thôi, thì rất nhiều người bảo rằng là cái áp lực phải sinh con, áp lực phải sinh con trai nữa, nó đè nặng lên người 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 gọi là người phụ nữ. Thế cho nên rằng là nó có một số cái thì là tôi sẽ phân tích cái điểm sau, mà đây chính là cái lý do mà trong cái lời khai đầu của cái cô thủ phạm và cô ấy cũng khai kiểu như vậy. Đấy. Hiếm muộn quá nên cần có con dạng thế. Thế nhưng mà đây cũng là một cái thực tại mà mình sẽ phải phân tích ở phía sau. Còn bây giờ thì tôi xin mời các bác à, hãy chia vui cùng anh bố của bé Gia Bảo và gia đình cùng với cộng đồng để thấy được rằng là xã hội này vẫn còn rất nhiều điều tử tế cần được lan tỏa. Đó. Xin cảm ơn các bác. Chậm một ít nữa thôi là con bị đưa vào rừng sâu. Vâng. May mắn, chúc mừng đại gia đình nhà mình. Việt Nam rất là giỏi. Cái cảm xúc của em rất là khó tả, và nhất là cái cảm xúc mà lúc gặp được cháu và thấy cháu nằm ngủ mà người cháu mặc quần áo rất là gọn gàng sạch sẽ và thấy cháu nằm ngủ khỏe, thực sự là cảm giác là lúc đấy nó rất là sung sướng, mà khóc thì cũng không thành tiếng nhưng mà nước mắt lại chảy ra, thực sự lúc đấy là nó khó tả lắm, cũng gần giống như là mình được sống lại lần thứ hai. Tôi đã tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ, phân công cán bộ chiến sĩ ở thành phố, thị xã và đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự và công an thành phố Bắc Ninh tiến hành rà soát, và tôi cũng rất cảm ơn cái sự hỗ trợ tích cực phối hợp của quần chúng nhân dân cung cấp cho chúng tôi những cái nguồn tin rất quý giá, qua đó để chúng tôi sử dụng cùng các cái biện pháp nghiệp vụ phối hợp với cả đơn vị nghiệp vụ của cục cảnh sát hình sự, công an tỉnh Tuyên Quang, và bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã giải cứu an toàn cho tính mạng sức khỏe cho cháu, và cái niềm vui nhất của lực lượng công an chúng tôi là cũng đã mang lại hạnh phúc, niềm vui và sự đoàn tụ cho gia đình nhà anh Hùng, chị Yến. Qua thì em thức trắng đêm đến sáng, em cũng thật sự là không thể nào mà cầm được nước mắt khi mà nghĩ đến cháu, tại vì cứ nghĩ là cháu sẽ xảy ra những cái không hay ấy. Chắc là lúc đấy cũng không thể diễn tả được là nó đau khổ như nào ấy. Thực sự là giờ này đêm hôm qua ấy, thì cái tâm trạng của em nó gần như là nó, mình không hẳn là suy sụp, tuy nhiên là có nhiều lúc mà mình cứ ngồi một chỗ và nước mắt nó rơi ra mà không kìm nổi nước mắt, và rất là lo lắng cho con, không những bản thân em và toàn thể gia đình và toàn thể xã hội nữa. Đêm hôm qua là có rất đông các cái thành viên gọi là thiện nguyện, có thể lên đến hàng 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 vài trăm người hoặc là đến hàng gần nghìn người, cũng tổ chức những cái cuộc mà truy tìm, rồi là lùng sục tất cả các cái ngõ ngách, rồi những cái khu vực mà ao hồ sông suối gần đó, tức là những cái khu vực bụi rậm vườn cây gần đó, canh bán kính phải được khoảng 1 km để mà tìm con nhà mình. Khoảng 7-8 giờ tối hôm nay ấy, là em cũng chưa nghĩ là được gặp cháu trong ngày hôm nay. Thế mà cũng phải nghĩ là có thể đến ngày mai hoặc là sau nữa. Và cũng rất là lo lắng, là chỉ sợ là cái khoảng thời gian nó dài hơn ấy, thì cháu sẽ bị đưa đi xa hơn, vào những cái vùng sâu, vùng xa hơn thì rất là khó. Tuy nhiên là khi mà đến khoảng thời gian mà đang trên đường đi thì em có một cái linh tính của một người cha, và các anh cũng có cho mình cảm giác là cái niềm tin là mình sẽ được gặp con.
Và khi nhìn thấy con rồi thì đúng là điều đó là thật. Không biết là nói như là có cánh nào cả. Chỉ xin là chân thành cảm ơn cái tấm lòng của người toàn thể người dân Bắc Ninh mình cùng với cả các anh chị em đã trong khoảng từ hôm qua đến hôm nay. Tôi là cháu rất là may mắn và gia đình rất là may mắn mà chỉ sau một ngày một đêm mà cháu đã về gia đình rồi. Bắt một cháu bé này bây giờ đi.